Thưa quý vị, Hy Lạp muốn Liên Âu phải cân bằng chính sách với Thổ Nhĩ Kỳ. Thủ tướng Hy Lạp cho biết vào ngày thứ Tư 24 tháng 3, Liên minh châu Âu phải đảm bảo cách tiếp cận song phương trong quan hệ với Thổ Nhĩ Kỳ, cân bằng triển vọng quan hệ thương mại với các mối đe dọa trừng phạt kinh tế. Theo Reuters, thì các nhà lãnh đạo Liên Âu sẽ có mặt tại một hội nghị thượng đỉnh trong tuần này để đưa ra lời đề nghị liên kết kinh tế chặt chẽ hơn, đồng thời xen lẫn những đe dọa trừng phạt nếu Ankara đi ngược lại với lợi ích của khối. Tuy nhiên, hiện tại, Hy Lạp đang xích mích với Thổ Nhĩ Kỳ về một số vấn đề, bao gồm cả hòn đảo Sip bị chia rẽ về sắc tộc. Mối quan hệ của hai nước thậm chí đã trở nên xấu hơn vào năm ngoái vì các vấn đề lãnh thổ và khai thác năng lượng ở Đông Địa Trung Hải. Xin nhắc lại, đảo Sip đã bị chia cắt giữa miền Nam thuộc Hy Lạp và miền Bắc thuộc Thổ Nhĩ Kỳ kể từ một cuộc xâm lược của Thổ Nhĩ Kỳ vào năm 1974.